bài học con voi chui qua lỗ kim và những bí mật trong vụ án Nguyễn Công Khế. Ngay sau khi tin bắt cựu tổng biên tập báo Thanh Niên Nguyễn Công Khế nổi lên, lập tức những thông tin liên quan đến sức khỏe của ông Tổng Trọng đã phải nhường chỗ. Công luận chuyển sang bàn luận và đặt câu hỏi về vụ bắt giữ ông Nguyễn Công Khế. Trên trang Facebook cá nhân của ông Huỳnh Ngọc Chênh, cựu thư ký tòa soạn báo Thanh Niên là một người trong cuộc đã tiết lộ như sau. Tôi biết báo Thanh Niên và cả tập đoàn truyền thông Thanh Niên do ông Khế làm chủ không thể có đủ vài trăm tỷ đồng để mua khu đất, chứ đừng nói cả một dự án to lớn. Hình ảnh trục lợi đất công lên sóng truyền hình. Đồng thời, nhà báo Huỳnh Ngọc Chênh đặt một câu hỏi, sai phạm thấy rõ của hai ông Khế và Thông là mua đất theo giá chỉ định để xây tòa soạn nhưng đã chuyển đổi mục đích và bán cho tư nhân theo giá thị trường. Để hưởng chênh lệch cao, ai đã cấp phép để xây dựng một tòa nhà có ốc to đến như vậy? Một vấn đề nữa là tiền chênh lệch đó đưa đi đâu? Trong phần bình luận bên dưới bài đăng của tác giả Huỳnh Ngọc Chênh, nhà báo Nguyễn Đình Ấm đã đưa ra một bình luận rất đáng chú ý khi cho rằng lúc Khế làm việc đó thanh thế rất mạnh, có anh nọ anh kia bảo kê, bây trừ các anh không còn uy quyền nữa. Một trong những câu kiều mà tôi tâm đắc đó là đến bây giờ mới thấy đây mà lòng đã chắc những ngày 1-2. Nhà báo chống tham nhũng Nguyễn Hoài Nam, một người vừa hết hạn tù về chống tham nhũng trước đây, trên trang Facebook cá nhân đã đăng lại một bài viết từ tháng 8 năm 2020 với tựa đề Khôn như báo Thanh Niên. Nhà báo Nguyễn Hải Nam tiết lộ vào năm 2008, báo Thanh Niên có đề nghị Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng xin mua khối tài sản của công ty thuốc lá Sài Gòn, diện tích đất là 9.734m2 tại số 151-155 Bến Vân Đồn, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh và được chấp nhận. Toàn bộ đất và nhà có giá là hơn 225 tỷ đồng. Đây là giá bán theo chỉ định, thấp hơn rất nhiều so với giá thị trường. Do không có tiền nên lãnh đạo báo Thanh Niên ký 3 hợp đồng vay tiền của công ty cổ phần tập đoàn Mặt Trời với hơn 253 tỷ đồng. Sau đó báo Thanh Niên vay của công ty Vinpearl thuộc Vingroup hơn 120 tỷ đồng. Nhưng thực chất báo Thanh Niên làm như vậy để được Trung ương Đoàn đồng ý về chủ trương bán cổ phần khu đất này để mà trả nợ. Cựu tổng biên tập báo Thanh Niên Nguyễn Công Khế bên cạnh ông Tư Sàng. Nhà báo Nguyễn Hải Nam cho biết, theo hồ sơ điều tra của tôi thì công ty cổ phần tập đoàn Mặt Trời mua và sở hữu 15,5%, công ty cổ phần du lịch và thương mại Vinpearl mua và sở hữu 10,5%. Cuối cùng, khi các thủ tục do Nguyễn Công Khế và ban lãnh đạo báo Thanh Niên thực hiện đã hoàn tất thì công ty cổ phần bất động sản Thanh Niên lại không triển khai theo sự phê duyệt của các cơ quan chức năng mà sang tay cho tập đoàn kinh doanh bất động sản Novaland. Điều đó có nghĩa là trên thực tế báo Thanh Niên hay công ty cổ phần bất động sản Thanh Niên dưới sự chỉ đạo và thao túng của Nguyễn Công Khế đã thực hiện một phương vụ nấu cháo dìu. Nói nôm na là tay không bắt giặc hay buôn nước bọt nhưng lại thu lời hàng chục nghìn tỷ đồng để mà chia nhau. Đó là chưa kể tới việc quên đóng thuế cho nhà nước. Đây không phải là một vấn đề mới. Theo giới chuyên gia, các công ty công sản gồm nhà cửa, đất đai thuộc sở hữu nhà nước đã bị lãnh đạo các cấp thông qua cái gọi là liên kết hợp tác đầu tư để mà hô biến. Vụ Vũ Nhôm Phan Anh Vũ là một điển hình. Cách thức chung là lấy công sản của nhà nước được định giá ở mức rẻ như cho để góp vốn liên doanh hợp tác với tư nhân dưới hình thức dự án hợp tác đầu tư kinh doanh. Sau đó, chủ sở hữu vốn nhà nước chủ động rút khỏi liên doanh và chuyển nhượng cổ phần của nhà nước lại cho tư nhân. Đổi lại, doanh nghiệp tư nhân trả lại số vốn nhà nước góp bằng tiền, bằng trị giá góp vốn ban đầu. Nghĩa là chỉ sau một đêm, công sản thuộc sở hữu của nhà nước có giá trị gấp hàng trăm, hàng ngàn giá trị định giá ban đầu đã thuộc về sở hữu tư nhân. Những điều này được coi là thủ thuật rút tiền của nhà nước để chia nhau của số đông các lãnh đạo trong bộ máy nhà nước. Điều này đã lặp đi lặp lại hầu hết các thương vụ bán công sản của nhà nước, tức là tài sản của nhân dân. Ông Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Trang web của Đài Truyền hình Việt Nam VTV vào ngày 3 tháng 4 năm 2023 có bản tin Trục lợi nhà đất công. Bản tin cho biết, theo Bộ Tài chính, gần 200.000 tỷ đồng là số tiền thu được mỗi năm từ việc khai thác, xử lý tài sản công, thu từ giao đất, cho thuê đất, sử dụng đất thuộc tài sản công. Đây là con số rất lớn, tương đương khoảng 12-14% tổng thu ngân sách hàng năm.
Tuy nhiên con số này sẽ còn lớn hơn rất nhiều nếu nhà đất công trên cả nước không bị các cá nhân, tổ chức xẻ thịt cho thuê lại để mà hưởng chênh lệch, sử dụng sai mục đích để trục lợi hay dùng các chiêu trò tinh vi để biến của công thành của tư, gây lãng phí, thất thoát, thiệt hại lớn cho nhà nước. Công luận thấy rằng không khó để phát hiện, xử lý, thu hồi các công sản của nhà nước bị thất thoát như dự án cao tốc số 151-155 Bến Vân Đồn, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh. Vấn đề là tại sao cơ quan quản lý các cấp lại để xảy ra hiện tượng con voi chui qua lỗ kim giữa thanh thiên bạch nhật nhưng không xử lý triệt để đến như vậy. Quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin bài học con voi chui qua lỗ kim và những bí mật trong vụ án Nguyễn Công Khế. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo. Vỗ béo Bộ Công an để ngân sách cho giáo dục và y tế teo tóp, chủ trương lớn của ai? Trong những năm gần đây, dưới thời của Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, với sự lo ngại quá mức về khả năng diễn biến hòa bình của ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam đã dẫn đến tình trạng ưu tiên quá lớn cho ngành công an. Nhưng ngược lại với sự quan tâm và mong muốn của Đảng, lực lượng thanh kiếm và lá chắn đã trở thành một loại kiêu binh thao túng đời sống chính trị và xã hội tại Việt Nam. Tình trạng một số đông cán bộ, chiến sĩ trong ngành công an đã vi phạm pháp luật với những bê bối nghiêm trọng như trộm cắp, buôn bán chất cấm, bắt cóc trẻ em, tống tiền, chấn tiền của người dân. Và họ sẵn sàng kiếm tiền bằng mọi giá, bất chấp pháp luật, y như phường, đầu trộm, đuôi cướp. Trình Quốc hội việc bố trí 1.500 tỷ đồng để xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch, tinh nhuệ. Truyền thông nhà nước Việt Nam đưa tin về việc Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đưa ra đề nghị chính phủ cấp bổ sung ngân sách cho Bộ Công an 1.500 tỷ đồng để mà đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ. Bản tin báo Thanh Niên về nội dung trên cho biết, sáng ngày 16 tháng 1, Quốc hội tiếp tục chương trình làm việc kỳ họp bất thường lần thứ 5. Thay mặt chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước trình bày tờ trình về việc bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 từ nguồn dự phòng với nguồn tăng thu ngân sách trung ương cho năm 2022 cho các nhiệm vụ, dự án, đầu tư công. Theo đó, tổng số vốn dự kiến phân bổ là 63.725 tỷ đồng cho 5 ngành, lĩnh vực, trong đó lĩnh vực quốc phòng được bố trí 1.500 tỷ đồng, lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội được bố trí 1.500 tỷ đồng cho Bộ Công an, và lĩnh vực khoa học công nghệ được bố trí có 500 tỷ đồng. Đáng chú ý, theo báo cáo của Bộ Tài chính về việc phân bổ chi tiêu ngân sách năm 2024 cho các bộ ngành của chính phủ, cũng như trong các địa phương, Bộ Quốc phòng được phân bổ ngân sách nhiều nhất với hơn 207.000 tỷ đồng. Theo sau đó là Bộ Công an với ngân sách 113.000 tỷ đồng so với ngân sách 99.000 tỷ đồng của năm 2023. Nó đã tăng lên 14.000 tỷ đồng. Trong khi đó, ngân sách dành cho Bộ Giáo dục và Đào tạo tăng từ khoảng 6.200 tỷ đồng lên vẹn vẹn có 7.700 tỷ đồng. Ngược lại, ngành y tế bị cắt giảm khoảng 400 tỷ đồng, từ hơn 7.400 tỷ đồng vào năm 2023, nay chỉ còn có 7.000 tỷ đồng, tức là mất 400 tỷ đồng. Tương đương, Bộ Giao thông Vận tải năăm 2023 được ngân sách phân bổ hơn 115.000 tỷ đồng, nhưng sang năm 2024 giảm mạnh chỉ còn có được rót 77.600 tỷ đồng. Như vậy, phân bổ ngân sách cho năm 2024, chỉ riêng số tiền mà Bộ Công an được chi thêm cũng đã gần bằng ngân sách nhà nước cho hai ngành y tế và giáo dục cộng lại. Dự toán chi ngân sách của Bộ Tài chính qua năm 2021, 22 và 23. Công luận đặt câu hỏi rằng số tiền ngân sách bổ sung thêm cho Bộ Công an tại sao chỉ ghi chung chung với con số 1.500 tỷ đồng với mục đích xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch, tinh nhuệ. Vì sao không liệt kê chi tiết các khoản chi với yêu cầu và mục đích cụ thể? Nếu chỉ nêu chung chung như vậy sẽ không đảm bảo tính minh bạch, do đó không thể tránh được sự nghi ngờ của dư luận. Theo số liệu về chi ngân sách của Bộ Tài chính, trong 3 năm liên tiếp, từ năm 21 đến năm 23, chi cho Bộ Công an luôn cao thứ hai chỉ sau Bộ Quốc phòng và gấp hơn chục lần so với Bộ Giáo dục và Bộ Y tế. Ví dụ cụ thể, vào năm 2022,
Bộ Công an được phân bổ số tiền là 95,5 ngàn tỷ đồng, được tăng lên gần 100 ngàn tỷ đồng trong năm 2023, trong khi năm 2022 số tiền chi cho giáo dục chỉ vẹn vẹn có 6,5 ngàn tỷ đồng và 6,5 ngàn tỷ đồng cũng cho năm 2023. Điều đó cho thấy chi ngân sách cho ngành công an cao gấp khoảng 13 lần chi ngân sách cho giáo dục, và ngân sách y tế cũng ở tình trạng tương tự. Theo giới chuyên gia, điều đó thể hiện chính sách bất hợp lý của chính quyền Việt Nam, đó là sự ưu tiên quá mức với lực lượng thanh kiếm và lá chắn. Ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đầy tai tiếng. Điều này cũng khá phổ biến ở các quốc gia độc tài như Trung Quốc, Cuba, Việt Nam. Chính quyền phụ thuộc vào công an và quân đội để mà đảm bảo sự độc tôn quyền lực của Đảng. Nhà nước buộc phải chi rất nhiều tiền cho bộ máy công an và quân đội, với sự tồn vong của chế độ hoàn toàn phụ thuộc vào sức mạnh đàn áp của hai lực lượng này với nhân dân. Qua số liệu báo cáo chi tiết ngân sách và đãi ngộ với công an và quân đội cho thấy, mối quan tâm lớn nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay đó là việc giữ vững an ninh chính trị để duy trì thế độc tôn lãnh đạo, quản lý nhà nước và xã hội của họ. Còn các chính sách an sinh xã hội về giáo dục và y tế thì hầu như sự quan tâm không đáng kể. Điều đó rõ ràng cho thấy thu ngân sách của nhà nước chủ yếu là tiền thuế của dân, nhưng ngược lại, những đồng tiền đó không được sử dụng để mang lại lợi ích và ích lợi cho nhân dân. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin Vỗ béo Bộ Công an để ngân sách cho giáo dục và y tế teo tóp, chủ trương lớn của ai đây? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.